Thưa quý vị, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh luôn là lực lượng tiên phong, chỗ dựa uy tín của người dân và hệ thống chính trị trong việc tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, đặc biệt là trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong nhiệm kỳ qua. Thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, những năm qua luôn là một điểm nóng về công tác quy hoạch tái định cư và bảo vệ môi trường. Là một người dân tại thôn đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cựu chiến binh Dương Phú Học rất được người dân tín nhiệm. Qua theo dõi giám sát, ông cùng với ban nhân dân thôn đại diện cho người dân đã nhiều lần gửi gắm những kiến nghị, nguyện vọng với cấp ủy cấp trên, nhất là thông qua các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri. Tôi là chi hiệu trưởng cựu chiến binh thôn Trung Sơn là Dương Phú, cho nên tôi phát biểu bởi vì ở đây là dân, cho nên tôi phát biểu quyền lợi của dân. Như vậy là qua quá trình giải tỏa và đền bù ở Trung Sơn, tôi kiến nghị hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là san lấp mặt bằng. Vấn đề thứ hai là ô nhiễm môi trường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ hội viên trong việc phát huy vai trò và uy tín của cựu chiến binh trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn cư trú. Nhờ phối hợp làm tốt công tác này, các cấp hội đã kịp thời tham mưu, tư vấn, giúp cấp ủy địa phương điều chỉnh những phương án, giải pháp sát với thực tế và phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bao giờ sinh ra giám sát là để cùng cấp ủy chính quyền địa phương phát hiện những cái sai để mà giải quyết được cái gì, giúp đỡ cho chính quyền địa phương kịp thời chấn chỉnh để mà mình có cái phát triển là cái xây dựng kế hoạch một cái tổ chức thực hiện tốt hơn. Và phải tự hào báo cáo chị là vừa rồi tổng kết cái công tác giám sát 5 năm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng là một trong những đơn vị được Trung hội tặng bằng khen về cái thành tích xuất sắc trong công tác giám sát. Thế thì các cái công trình, các công việc ở cơ sở cũng như các hoạt động của cơ sở thì công tác giám sát của chiến binh được đánh giá, theo tôi được biết thì là đánh giá là tốt. Có thể thấy vai trò giám sát phản biện xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với cựu chiến binh, vừa thể hiện trách nhiệm của các cấp hội trong xây dựng địa phương, vừa khẳng định uy tín vị thế của cựu chiến binh trong thời đại mới. Đây cũng là một trong những trọng trách mà lãnh đạo thành phố giao phó cho hội trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giám sát và phản biện xã hội. Đây là vấn đề rất lớn và thành phố rất quan tâm hiện nay trong cái phát triển của thành phố ở một số lĩnh vực. Cho nên là cũng rất tin tưởng và cũng mong là cũng đặt hàng để mà cựu chiến binh quan tâm thực hiện tốt, hiệu quả và chính xác cái nội dung giám sát này cho nó có chất lượng. Để tiếp tục làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng sẽ tập trung giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh, thường xuyên tổ chức các buổi thông tin thời sự, quán triệt các nghị quyết, văn bản của Trung ương, thành phố, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu để tổ chức hội luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.